Tên hề rách ra sức biểu diễn múa cột, anh béo cầm quả cà chua trên tay bước tới gần. Anh ta nói rách múa không đẹp bằng con lợn nái, rách không muốn anh ta phá vỡ không khí buổi biểu diễn. Bèn dùng tay làm động tác mời rời khỏi đây, nhưng anh béo lại chẳng thèm đếm xỉa. Anh ném quả cà chua trong tay vào mặt rách, rồi còn chế giễu rách trông như con gấu trúc, nhưng rách không hề tức giận mà tiếp tục ra hiệu anh ta rời đi. Nhưng anh béo lại lấy ra một quả cà chua khác, ném về phía rách đầy khiêu khích. Lần này rách bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, hắn nhanh chóng làm động tác kia, nhưng anh béo vẫn liên tục ném quả cà chua về phía hắn. Đột nhiên rách thay đổi sắc mặt hậm hực đi về nhà. Lúc này anh béo vẫn chưa biết mình đã chọc phải nhân vật đáng sợ tới mức nào. Đến tối, rách lau nước cà chua dính trên mặt, ánh mắt như thể ta đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết giữ. Sau đó rách lục ngăn kéo và rút ra một con dao được giấu kỹ từ lâu. Lúc này anh béo không biết mình sắp đi gặp Diêm Vương, còn đang ngồi xem video trúng thưởng. Đột nhiên ánh đèn vụt tắt, anh cầm đèn pin từ từ bước ra ngoài. Trên chiếc bàn bếp bỗng xuất hiện một lá bài hình chú hề. Khi anh béo cầm lên xem thì hôm sau con gái của anh về nhà xin tiền bố. Khi vào nhà cô thấy một cái hộp kỳ lạ bèn bước tới và quay tay nắm. Nhưng đột nhiên cái đầu của anh béo bật ra ngoài. Tên hề rách đang biểu diễn xiếc vô hình, nhưng kỳ lạ là mọi người xung quanh đều vô cùng hưởng ứng. Một người đàn ông bước lại gần nói rằng có gì hay mà xem. Nhưng vừa quay đầu lại, rách đã đến trước mặt anh, rồi giơ tay làm động tác bắn súng, bắn chất lỏng gì đó lên mặt người đàn ông. Mọi người đều bật cười ha hả, nhưng anh ấy đang vội nên không chấp rách. Nhưng mới đi được vài bước rách đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Anh hỏi rách rốt cuộc muốn làm gì, rách chỉ vào cái lọ ở phía trước. Người đàn ông không những không nhặt cho rách, còn bảo chắn đường nữa là ăn đấm đấy. Sau khi anh ấy đi, nụ cười của rách chợt trở nên dữ tợn. Người đàn ông đang đi bỗng dưng đâm phải thứ gì đó. Anh đưa tay lên sờ là một tấm kính vô hình. Anh quay đầu lại, rách đã ở ngay phía sau. Anh bảo rách đừng giở trò nữa. Thấy đường phía trước không đi được, anh định quay về, nhưng đi được vài bước lại đâm phải thứ gì đó, vẫn là tấm kính vô hình giống bên kia. Anh quay lại cầu xin rách tha cho mình, nhưng lúc này rách giơ tay lên, tay của người đàn ông cũng giơ lên theo. Anh vẫn muốn nói tiếp nhưng rách đã khiến anh im miệng. Sau đó hắn quay lại thò đôi tay dài 3 mét ra kéo anh ấy lại, rồi rút ra một con dao, dùng tay vuốt dọc lưỡi dao sắc nhọn. Sau đó chưa hết, người đàn ông gục xuống. Cuối cùng rách moi hết những thứ đắt tiền trên người anh, rồi tiếp tục đi tìm mục tiêu mới. Cô gái này chuẩn bị tan làm về nhà, trên đường gặp phải một chú hề quái dị. Rách giả vờ bấm số điện thoại công cộng chợt reo lên. Cô gái hỏi rách gọi có phải không, rách gật đầu một cái. Sau đó cô gái nhấc máy nghe và chào hỏi rách, nhưng đầu dây bên kia rách lại nói tiếng người ngoài hành tinh mà chính hắn nghe cũng chẳng hiểu. Cô gái cảm thấy mình bị trêu đùa nên đã ngắt điện thoại, sau đó còn cười nhạo rách là một tên ngốc. Sau khi cô ấy đi, biểu cảm của rách chợt trở nên vô cùng hung dữ. Cô gái đến trạm chờ xe tưởng đã cắt đuôi được rách, nhưng vừa quay đầu ra, rách đã thình lình xuất hiện trước mặt. Tiếp đó đã xảy ra những chuyện kỳ dị, cho dù cô gái làm động tác gì thì rách cũng bắt chước theo. Cô bảo rách đừng bắt chước mình nữa, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy tên hề này chắc chắn là mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần nên không thèm dài dòng với hắn ta. Nhưng mới đi được vài bước, cô quay đầu lại xem rách đang làm gì. Càng ngày cô càng cảm thấy rách rất quái lạ, bèn nhanh chóng đi tới trạm dừng xe tiếp theo, rồi nhìn trái nhìn phải xác nhận rách không bám đuôi mình. Cô mới yên tâm lấy quả táo trong túi ra gặm hai miếng. Nhưng khi cô gái ngẩng đầu lên lại thấy rách ngồi ngay phía đối diện. Cô vốn định giả vờ không nhìn thấy, không quan tâm. Nhưng khi cô định cắn miếng nữa thì cô không thể khống chế được tay mình. Lúc này rách giơ tay lên cao, kỳ lạ là cô gái cũng giơ tay lên theo. Sau đó rách lắc tay qua trái phải vài cái, cô gái cũng làm theo lắc vài cái. Sau đó rách nhìn về phía tàu hỏa sắp lao tới, hắn đứng lên và đi thẳng tới chỗ vạch cảnh báo. Cô gái sợ hãi khóc lóc nhưng không nói được lời nào. Đúng lúc này, quả táo đó lăn đến bên chân rách, hắn nhặt lên và chậm rãi cắn một miếng. Hóa ra cuộc điện thoại khi nãy, hắn chỉ muốn hỏi xin cô gái chút đồ ăn. Bộ phim này muốn nói cho chúng ta biết đừng bao giờ bắt nạt người thật thà, bởi vì bạn không thể biết được họ sẽ dùng cách gì để trả thù bạn đâu.